Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chuyên mục chuyên gia tư vấn của bản tin thuế hải quan số 15 năm 2023. Và trong bản tin ngày hôm nay thì ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thuế được bạn đọc gửi đến chương trình. Và đầu tiên sẽ là một câu hỏi về lĩnh vực thuế được độc giả gửi tới qua email của bản tin. Mời quý vị cùng theo dõi. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện khấu trừ và hoàn thuế theo quy định, nhưng doanh nghiệp không kê khai khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng mà hạch toán vào chi phí trong kỳ. Vậy chi phí thuế giá trị gia tăng này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Căn cứ quy định tại khoản 3 điều 1 thông tư số 130/2016 thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 219/2013 và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn về việc số thuế giá trị gia tăng đầu vào được kê khai khấu trừ như sau. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết trong kỳ thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 6, thông tư số 78/2014, thông tư của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4, thông tư 96/2015 về nguyên tắc chung xác định chi phí được trừ khi thỏa mãn các điều kiện như sau. Thứ nhất, khoản chi phí phải thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai, khoản chi phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp. Thứ ba, phải thanh toán không dùng tiền mặt nếu khoản chi đó có hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Cuối cùng, khoản chi đó không thuộc các khoản chi phí không được trừ theo quy định. Căn cứ vào điểm 2.37 khoản 2 điều 6 thông tư 78 thông tư của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại điều 4 thông tư 96/2015 quy định không được tính vào chi phí được trừ đối với thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế. Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chỉ quy định không cho doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với số thuế giá trị gia tăng đã kê khai và đã được hoàn thuế. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp không kê khai khấu trừ và hoàn thuế mà tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ thì khoản chi phí về thuế giá trị gia tăng này không thuộc đối tượng điều chỉnh là chi phí không được trừ tại điểm 2.37 khoản 2 điều 6 thông tư 78. Căn cứ các quy định nêu trên về nguyên tắc số thuế giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện kê khai khấu trừ thì doanh nghiệp sẽ được kê khai và khấu trừ trong kỳ hoặc khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện kê khai khấu trừ mà tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ thì đây là khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu khoản chi phí về thuế này thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có đầy đủ hóa đơn chứng từ đồng thời thanh toán không dùng tiền mặt nếu có hóa đơn chứng từ trên 20 triệu đồng theo quy định. Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi tiếp nhận được trên báo điện tử, câu hỏi cụ thể như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ, đồng thời làm giám đốc ký hợp đồng lao động với chính mình. Vậy xin hỏi rằng, tiền lương tiền công của chủ sở hữu, đồng thời là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ, có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Căn cứ vào khoản 1, điều 6, thông tư 78, thông tư của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4, thông tư số 96/2015, thông tư của Bộ Tài chính về nguyên tắc xác định chi phí được trừ thì chi phí được trừ thì phải thỏa mãn các điều kiện như sau: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản chi đó phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo đúng quy định của pháp luật, khoản chi nếu có hóa đơn chứng từ mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thanh toán không dùng tiền mặt, và cuối cùng khoản chi đó phải không thuộc vào các khoản chi phí không được trừ theo quy định tại khoản 2, điều 6, thông tư 78 được sửa đổi bổ sung tại điều 4, thông tư 96, thông tư của Bộ Tài chính. Căn cứ tiết D điểm 2.5 khoản 2, điều 6, thông tư số 78/2014, thông tư của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4, thông tư 96/2015 về chi phí tiền lương, tiền công không được trừ như sau. Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, của chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ, thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì không được tính vào chi phí được trừ. Căn cứ các quy định nêu trên, khoản chi phí tiền lương, tiền công trả cho giám đốc đồng thời là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ là khoản chi phí không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.